Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay lại mời quý vị và các bạn đi xem cái bảng tin giá sắt thép của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em. Ngày 22 tháng 10 năm 2021 thì hôm nay giá cả nó lên xuống như nào thì mời quý vị và các bạn đi xem video, theo dõi video cụ thể tại cửa hàng nhà em nhé. Thì em cũng mấy ngày hôm nay em bảo là em cũng hơi bận công việc, do vậy là không ra video thường xuyên được cho các bác, báo giá cho các bác để các bác lắm được, do vậy là cũng rất là xin lỗi các bác. Mấy ngày hôm nay em chưa ra video thường xuyên được cho các bác thì mong các bác thông cảm. Thì cái giá trong ngày hôm nay thì nói thật với các bác là em có cái thông tin rất là mới. Hôm nay em vừa đi gặp gỡ mấy anh nhà phân phối thì nói thật với các bác là ở đây này em cũng tâm sự thật lòng với các bác là trong thời gian tới giá sắt thép xây dựng cũng như là sắt thép ống hộp các thứ, tất cả các loại kim loại là sẽ còn tăng và tăng nhiều, đà tăng rất là nhiều đấy các bác nhé. Do vậy là em cũng tâm sự luôn ở đây. Ngày em cũng nắm được một cái thông tin rất là quan trọng. Đấy là 26, hôm nay là ngày 23. Thì ngày 26 tới này sẽ có một đợt tăng giá xăng dầu rất là mạnh. Có thể nó lên vài nghìn đồng một lít xăng hoặc là vài nghìn đồng một lít dầu. Đấy là chưa có cái lịch tăng cụ thể, em hơi bị lạc chủ đề một chút, nhưng mà cũng có cái thông tin nóng rất nhiều bác là quan tâm thì em cũng chia sẻ luôn đây. 26 tới 26 dương lịch tháng 10 này sẽ có một đợt tăng giá xăng dầu, thì cái lịch tăng cụ thể nó tăng bao nhiêu đồng nghìn đồng một lít thì em chưa nắm được, có nghĩa là chắc chắn ngày 26 tới sẽ tăng giá xăng dầu. Do vậy là cái mặt hàng như sắt thép xây dựng này, rồi là sắt thép ống hộp, tất cả các cái mặt hàng kim loại nó đều dựa theo giá xăng dầu. Do vậy là các bác cũng lưu ý giúp em, nếu như mà các có nhà bác nào mà khởi công trong tháng 10 hoặc là đầu tháng 5 bắt đầu khởi công thì khuyên các bác rất là nên đặt hàng sớm. Đây là cái thông tin rất là chính xác, thông tin chính xác 100% là giá ngày 26 dương lịch này sẽ có một đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu, và điều chỉnh tăng lên nhiều chứ không phải là tăng ít nha các bác nhá. Đây là cái thông tin cụ thể mà em nắm được. Và cái sắt thép này sẽ chưa dừng tăng ở mức độ 200 đồng, và đợt tới này nó sẽ có thể tăng 500 đồng chứ không phải là 200 đồng nữa các bác nhá. Và nó sẽ tăng thêm 2.000 đồng nữa. Đấy là em tâm sự với các bác. Đấy là do kinh nghiệm của các nhà phân phối, người ta họp bàn và người ta truyền đạt lại cho cửa hàng nhà em. Thì em nắm được thì tâm sự một chút với các bác, để các bác liệu chừng mà có chiều hướng mà mua hàng và đặt hàng. Thì cái giá cả trong ngày hôm nay như nào thì rất mong các bác là xem video, nếu như mà thấy cái báo giá tại cửa hàng nhà em nó rất là thiết thực và ý nghĩa thì các bác rất mong các bác là đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Các bác muốn nắm được cái giá sắt thép xây dựng hàng ngày cũng như các cái giá nguyên vật liệu hàng ngày thì các bác cũng chỉ cần đăng ký kênh và xem video, theo dõi video tại cửa hàng nhà em thường xuyên. Các bác mà xem video mà thấy cái giá tại cửa hàng nhà em nó cao hay nó thấp thì các bác cứ bình luận góp ý ở bên dưới nhá. Thì cái giá ngày hôm nay là cái phi 6 trơn có giá là 17.800 đồng 1 kg, phi 8 gai là 17.850 đồng 1 kg, phi 16.2 kg hàng dân dụng có giá là 112.000, phi 17.2 kg hàng công trình có giá là 130.000, phi 12.9 cân 9 hàng CV3 có giá 176.000, phi 14 13.55 kg,
Hàng CB3 có giá là 241.000. Phi 16 17,2 kg có giá là 305.000. Phi 18 22,45 kg, hàng CB3 có giá 399.000. Phi 20 27,7 kg, hàng CB3 có giá 492.000. Phi 22 33,65 kg, hàng CB3 có giá 597.000. Phi 25 45 kg, hàng CB3 có giá 799.000. Đấy là cái bảng giá sắt thép mới nhất tại cửa hàng nhà em, đã có thuế VAT và cửa hàng bán lẻ giao tận chân công trình cho các bác. Là cái giá niêm yết nhà em niêm yết ở giá này. Thì căn bản là cái giá xăng dầu lên và mọi thứ nó đều tăng vọt, do vậy là em thông báo cho các bác là cái giá sắt thép nó sẽ còn tăng nữa. Chứ nó sẽ, nếu mà trông chờ vào cái giá sắt thép xuống đợt này thì rất là khó nha các bác nhá. Vì cái gì nó cũng lạm phát nó lên. Ngày 26 này em chia sẻ lại cho các bác, hôm 26 tháng 10 dương lịch này sẽ có đợt một đợt tăng giá xăng dầu. Đấy. Nếu như các bác, nhà bác nào mà có muốn mua xăng về tích trữ hoặc là chạy dầu ấy, thì là các bác có thể nắm được, mình đi mua về, mua một hai phi về cho nó giảm giá thành đi một chút. Không là giá nó sẽ lên từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng. Ít nhất là lên ít nhất là 1.000 đồng nhé các bác nhé. 1.000 đồng một lít đấy. Thì căn bản cái thông tin em nắm được thì em chia sẻ luôn cho các bác. Nó cái giá xi măng, thì xi măng nhà em có xi măng Hoàng Thạch và xi măng Long Sơn, xi măng Bỉm Sơn và xi măng Bút Sơn. Em nghĩ là cái giá xi măng cũng sẽ lên. Đấy, các bác chia sẻ cho các bác là như vậy. Cái giá xi măng Hoàng Thạch Max CB300 để đổ móng đổ mái thì nó có giá là 1.600 đồng 1 kg ở tại cửa hàng nhà em. Và xi măng Hoàng Thạch MC25 dùng để xây chát cao cấp thì có giá là đi 1.300 đồng 1 kg. Xi măng Long Sơn CB300 để xây chát thì có giá là 1.400 đồng 1 kg. Xi măng Bỉm Sơn Max CB300 dùng để đổ móng đổ mái thì có giá là đi 1.580 đồng 1 kg. Và xi măng Bỉm Sơn thì cũng có giá là 1.580 đồng 1 kg. Xi măng Bút Sơn cũng vậy. Còn nó cái cắt vàng tại bãi nhà em thì có giá 430.000 một khối. Cái cắt trung hà, cắt cành to để xây chát có giá là 170.000 một khối. Và cắt nền có giá là 120.000 một khối. Gạch màu vồng thì có giá 920 đồng một viên. Và gạch 3 chấm có giá 720 đồng một viên. Đấy là toàn bộ cái giá cả nguyên vật liệu và sắt thép xây dựng, xi măng và các loại cát đá gạch. Đấy, đá 12 thì còn giá là 270.000 một khối và đá 22 thì còn giá 300.000 một khối. Nó đây là cái cách đan sắt móng của các bác thợ nhà em, rất kinh nghiệm, rất nhiều năm trong nghề làm sắt thép, từ cách bẻ mỏ rồi là làm đai, chia cự ly rất là đều các bác nhé. Đây các bác có thể xem này. Móng này người ta đi phi 20 thì 3 cây trên 3 cây dưới và một cây cặp sườn là cây 16. Giải móng phi 10. Sắt đai phi 10 phi 8. Thì các bác xem video, rất mong các bác là đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Em xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.